Kính thưa quý vị khán giả, đóng vai là những ông bố, những người chồng đầy trách nhiệm và là những công dân luôn nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật tại địa phương nhằm che mắt những người xung quanh. Đây là thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt của các đối tượng chuyên mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bản án nghiêm khắc cho Nguyễn Đức Cảnh và Trần Cao Minh, hai đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, được Công an thành phố Hà Nội khám phá vào đầu năm 2023. Trước khi vụ án này được khám phá, hai đối tượng đã xây dựng cho mình những vỏ bọc hết sức hoàn hảo. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Đức Cảnh, sinh năm 1975, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và Trần Cao Minh, sinh năm 1980, trú tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, lần lượt bị tuyên các mức án tử hình và chung thân. Trước khi nhận bản án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, Nguyễn Đức Cảnh từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 14 năm tù về tội giết người và 36 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thế nhưng, sau khi chấp hành xong hai bản án này, trở về địa phương sinh sống, Cảnh tỏ ra đã thực sự cải tà quy chính. Trong một thời gian dài, từ khi chuyển về sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, Nguyễn Đức Cảnh có cuộc sống bình thường như bao người khác. Ngày hai buổi đưa đón con đến trường, phụ giúp vợ việc nhà và việc kinh doanh ở cửa hàng. Quá trình sinh sống tại đây thì Cảnh có mối quan hệ tốt với hàng xóm, tạo cho mình một vỏ bọc là một người công dân lương thiện. Các sinh hoạt hàng ngày của đối tượng thì thường chỉ là liên quan đến gia đình, là đưa đón con đi, giúp vợ mở cửa hàng và nấu cơm. Và tại địa phương thì không có biểu hiện sai phạm gì. Các đối tượng liên quan đến việc mua bán ma túy thường là đối tượng nghiện và có quy luật sinh hoạt khác người bình thường. Chúng thường ngủ dậy vào lúc giữa trưa, nhưng Cảnh lại khác. Anh ta sáng sớm đưa con đi học và không sử dụng ma túy. Những người thân mừng cho Cảnh bởi nghĩ rằng sau hai bản án trước đó, hắn đã thấm thía cảnh ở tù và thực sự đoạn tuyệt với quá khứ sai trái để xây dựng một cuộc sống mới. Thế nhưng, chỉ có những cán bộ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mới biết cuộc sống bình yên hàng ngày của Cảnh chỉ là cái vỏ bọc. Bóng tối phía sau cuộc sống ấy chứa đựng rất nhiều điều bất minh. Trong quá trình giám sát theo dõi đối tượng, khu vực nhà đối tượng Cảnh này là trong khu vực cái khu dân cư rất là phức tạp, và cái ngõ nhà đối tượng Cảnh là ngõ thông hai đường. Cảnh là đối tượng đã có tiền án sự, không có việc làm nhưng mà vẫn có kinh tế để làm những việc khác, chỉ có ở nhà và hàng ngày ra ngoài uống nước rồi đi chơi chim, đi xem nhà, xem cửa, xem đồng hồ, loa đài đấy, xong rồi còn không làm gì cả mà vẫn có tiền sắm sửa từ xe SH, rồi đi mua những cái bộ loa, rồi những cái con chim Cảnh rất là đắt tiền. Điều tra về vợ Cảnh được biết, trước đây vợ hắn cũng không có việc làm, nhưng gần đây Cảnh có tiền đầu tư cho vợ mở một spa chuyên làm tóc, móng. Số tiền để mở cửa hàng từ đâu mà ra cũng là câu hỏi khiến những trinh sát ma túy phải đặt ra nghi vấn. Em một ngày ngay chị gái. Vâng vâng. Đã chưa nhận thế đứng không được lại. Công việc điều tra về Nguyễn Đức Cảnh diễn ra trong một thời gian dài và mất rất nhiều công sức. Chính vỏ bọc hoàn hảo mà Cảnh tạo ra khiến các trinh sát gần như không thu thập được chứng cứ nào tố cáo hành vi có liên quan đến ma túy của hắn. Trong khi đó, một số nguồn tin vẫn khẳng định
Cảnh vẫn âm thầm, bí mật gặp gỡ những thành phần phức tạp liên quan đến ma túy trên địa bàn Hà Nội, nhất là địa bàn quận Hoàng Mai. Sau nhiều ngày bám trụ tại con ngõ nhỏ khu vực nhà của Nguyễn Đức Cảnh, các trinh sát đã bắt đầu phát hiện ra những chi tiết bất thường trong nhịp sinh hoạt tưởng như rất bình thường, rất đúng quy luật của hắn. Cách khoảng 2-3 tuần thì đối tượng sẽ đi xe máy, đi từ nhà và chọn những con đường tắt vắng người đi đến khu vực Gamuda, bãi xe tại Gamuda để gặp không một người nam giới ở trên xe mang biển xe khách mang biển số Lào. Tại cái đây thì các đối tượng chỉ gặp nhau chớp nhoáng. Sau đó thì tôi phát hiện là đối tượng nam giới trên xe Lào có thông thường thường đưa cho đối tượng không một túi ni lông màu đen. Sau đó thì Cảnh sẽ mang túi ni lông màu đen tiếp tục quay lại những con đường tắt vắng người. Nhận thấy mối quan hệ rất đáng ngờ giữa Nguyễn Đức Cảnh và người đàn ông ở bến xe khách mang biển số Lào, cơ quan cảnh sát điều tra đã ngay lập tức tiến hành các công tác xác minh về người này. Tuy nhiên, việc xác minh này còn gặp nhiều khó khăn hơn so với khi xác minh về Cảnh. Bởi lẽ, xe khách này thường chỉ đậu ở Hà Nội trong một thời gian ngắn, sau đó chở khách đi Lào. Đó là xe chạy tuyến Hà Nội - Viêng Chăn. Thông thường, xe sẽ từ Lào về Hà Nội từ 16:30 đến 17:30 vào chiều thứ Năm hàng tuần. Thời gian xe này đỗ ở Việt Nam chỉ khoảng 2 đến 3 ngày trong tuần. Người đàn ông mà Trần Đức Cảnh gặp được xác định là lái xe kiêm phụ xe của tuyến xe này. Quá trình bám sát các địa điểm mà xe thường xuyên di chuyển, đậu đỗ, sửa chữa tại Hà Nội, các trinh sát đã nắm được danh tính của gã đàn ông bí mật đó. Hắn tên là Trần Cao Minh, sinh năm 1980, trú tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Mỗi lần từ Lào về Việt Nam, sau khi trả khách, mình cũng chỉ ở Hà Nội trong một thời gian ngắn, rồi đi xe ô tô cá nhân di chuyển về Vĩnh Phúc ở với gia đình ngay trong đêm. Khi nào xe ô tô đến lượt chở khách từ Hà Nội đi Lào thì Minh mới quay lên Hà Nội. Mình không có nhiều mối quan hệ tại Hà Nội, không tụ tập tiếp xúc với người lạ. Hầu hết thì sinh hoạt ở bãi đậu xe rồi về thẳng nhà. Cảnh là một trong số rất ít người mà mình gặp gỡ, liên lạc khi hắn về Hà Nội. Sau khi nắm được danh tính của mình, một mũi trinh sát đã được cử về Vĩnh Phúc để xác minh ngay về Trần Cao Minh. Từ cái thời điểm mà xác minh cho đối tượng Trần Cao Minh ấy, thì là rất nhiều lần đối tượng về Vĩnh Phúc, nhưng mà quá trình về Vĩnh Phúc thì đối tượng lại không bộc lộ ra một biểu hiện gì cả, bởi vì đấy là quê đối tượng, và khi tổ công tác về đấy cũng đối tượng cũng là người hiền lành và trao đổi với cảnh sát công an phụ trách xã với ấy là đối tượng là người hiền lành ở quê, không có bộc lộ gì cả đấy. Nhưng mà nên là việc lắm thông tin ở dưới quê Vĩnh Phúc đối tượng này rất ít, hầu như là không có thông tin gì về đối tượng ở quê cả. Mình có một gia đình hạnh phúc. Ở địa phương, anh ta cũng chưa có tiền án tiền sự gì. Mình sau khi lái xe đường dài trở về địa phương, thường đi làm thuê, ship hàng, không sử dụng ma túy. Mình có thể nói bề ngoài cũng có một cuộc sống khá hoàn hảo. Thế nhưng quá trình xác minh về mình, các trinh sát cũng nhận thấy cuộc sống của hắn bộc lộ khá nhiều điểm nghi vấn. Đối tượng sinh sống tại đây cùng với mẹ, vợ và ba người con. Bản thân mẹ và vợ của đối tượng không có việc ổn định, nhưng quá trình trinh sát chúng tôi nhận thấy là nhà đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế. Đối nhà của đối tượng đã xây nhà cao tầng kiên cố, trong nhà thì sử dụng những cái nội thất và phương tiện đắt tiền. Bản thân đối tượng cũng sử dụng ô tô cá nhân. Củng cố thêm nhận định của trinh sát về
quan hệ mua bán chất ma túy giữa đối tượng và Nguyễn Đức Cảnh. Tuy vậy, việc xác minh về Minh ở Vĩnh Phúc cũng không đem lại thêm bất kỳ thông tin gì khác về việc Minh có liên quan tới hành vi mua bán ma túy hay không. Không có được nhiều kết quả từ việc xác minh ở Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội quyết định cử trinh sát, bám sát các hoạt động của Trần Cao Minh và Nguyễn Đức Cảnh tại Hà Nội. Nắm được lịch trình đi về của tuyến xe do Minh làm tài xế, các tổ trinh sát đã thay nhau mật phục, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để giám sát chặt chẽ Minh. Qua cái việc điều tra cơ bản thì trinh sát và cán bộ điều tra cũng đã xác định được một đường dây mà các đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã xác lập những cái kế hoạch rất rõ và rất cụ thể để theo từng đối tượng, lịch trình của đối tượng đi về giao dịch với nhau. Các mũi trinh sát đã liên tục bám sát xe của Minh từ bến xe nước ngầm cho đến khi xe được đưa về khu đô thị mới Gamuda để đậu. Quá trình giám sát cho thấy đây là một đường dây hoạt động rất khép kín. Trần Cao Minh không giao dịch ma túy với ai khác ngoài Cảnh và Cảnh cũng chỉ nhận ma túy từ Minh, sau đó đem về nhà, chia ra, bán lại cho các đối tượng khác ở Hà Nội. Minh và Cảnh làm việc trực tiếp với nhau, không qua đối tượng thứ ba. Tuy vậy, tần suất hoạt động của chúng là không nhiều. Không phải lần nào Minh về Hà Nội cũng gặp Cảnh. Để tránh bị phát hiện, địa điểm giao dịch ma túy giữa hai đối tượng thay đổi liên tục, nhưng chủ yếu ở khu vực vắng vẻ, kín đáo, ít người qua lại, thời gian giao dịch chớp nhoáng. Khi đối tượng nhận hàng từ bên nào, đối tượng sẽ để vào những cái như để như cái vỏ gối để sau xe ấy, đối tượng mang về. Khi đối tượng về đến Việt Nam thì chúng tôi là trinh sát, được qua công tác trinh sát là ở trong bãi xe là nó rất là rộng, mà đối tượng thì có nhiều cái phương thức để thay đổi, làm rất khó khăn cho công tác là trinh sát. Có nhiều đêm là chúng tôi phải thay nhau, có nghĩa là ăn trực làm chờ đấy là khoảng độ cả đêm, có khi là 1-2 ngày. Có nhiều có những chuyến là về là khi đối tượng mà cảm thấy không an toàn thì đối tượng lại quay ngược về Lào, nên là những thời điểm đấy là công tác bắt giữ là chưa triển khai được. Từ các thông tin thu thập được về Nguyễn Đức Cảnh, Trần Cao Minh, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã dựng lên được đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng đường xe khách từ Lào về Việt Nam. Thông tin mà ban chuyên án nắm được về một quy luật ngầm trong giới mafia Lào là hễ ai mua ma túy với số lượng lớn sẽ được khuyến mãi thêm vũ khí quân dụng. Chúng tôi biết là sẽ rất là nguy hiểm cho trinh sát khi mà bắt giữ. Do vậy, trước khi mà tổ chức bắt giữ đối tượng, không phải riêng vụ này mà rất nhiều vụ, chúng tôi phải có kế hoạch cụ thể và tỉ mỉ, chi tiết, kể cả lãnh đạo, chỉ huy phòng chúng tôi cũng vẫn phải cùng xuống trực tiếp địa bàn và đến đi trên chiến trường bắt khi bắt giữ đối tượng. Phải yêu cầu anh em là phải trang bị đủ các phương tiện an toàn, ví dụ như áo giáp, này, mũ chống đạn, và trang bị vũ khí đủ mạnh để uy hiếp đối tượng. Sau khi nắm rõ phương thức, quy luật giao nhận hàng của Minh và Cảnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch phá án. Phương án đánh bắt được chia thành hai mũi. Một mũi sẽ giám sát nhà của Nguyễn Đức Cảnh ở Hoàng Mai, đảm bảo mọi di biến động của đối tượng nằm trong sự kiểm soát. Một mũi nắm lịch trình di chuyển của xe khách Hà Nội Viêng Chăn do Trần Cao Minh là tài xế. Bốn giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023, xe của Trần Cao Minh bắt đầu di chuyển từ Viêng Chăn về Hà Nội. Hai ngày sau, xe về đến bến xe nước ngầm Hà Nội. Khi xe đối tượng vào trong bến thì tôi trực tiếp là phân công một đồng chí giám sát cạnh xe của đối tượng, thì đối tượng lại không xuống xe
và nằm ngủ trên xe đến 12 giờ trưa hôm sau. 12 giờ trưa sau bắt đầu đối tượng mới dậy. Dậy bắt đầu đối tượng lấy xe ô tô đi ăn. Đi ăn đến khoảng 1 tiếng sau đối tượng quay về. Quay về đối tượng lại lên xe ngủ tiếp. Lên xe ngủ đến khoảng 3 giờ chiều bắt đầu đối tượng đánh xe khách đi về đến chỗ Gamura để rửa xe và nghỉ ngơi tại đấy. Nghỉ ngơi tại đấy đến khoảng 10 giờ đêm. 10 giờ đêm thì là đối tượng đi về khu vực bãi xe của bến xe Yên Sở ấy. Thì là đối tượng lại ăn nghỉ ở đấy. Những hoạt động sinh hoạt ấy của đối tượng tưởng rất dễ dàng đánh lừa trinh sát. Chuyến đi này hắn sẽ không gặp Minh để giao hàng. Thế nhưng mỗi công tác vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi đó, cũng trong ngày 3 tháng 2 năm 2023, Cảnh vẫn đưa đón con đi học, sau đó về sinh hoạt tại nhà như bình thường, chưa có động tĩnh gì khác lạ. Thế nhưng đến chiều, Cảnh bắt đầu ra khỏi nhà. Hắn không đi theo hướng ra cửa hàng của vợ như mọi hôm, mà di chuyển về khu vực bãi xe Gamoda. Nhận thấy thời cơ chín muồi đã đến, các mũi trinh sát đã thông tin cho nhau để giám sát chặt chẽ động tĩnh của các đối tượng. Nguyễn Đức Cảnh sau đó thì đứng đợi tại bờ mương gần khu vực bãi xe gara ô tô Gamoda. Kết hợp với quá trình trinh sát từ trước là xe của đối tượng Trần Cao Minh đã về bến hôm trước, và đối tượng Trần Cao Minh sáng hôm đó vẫn còn ở tại bãi xe ô tô tại Hà Nội. Chúng tôi nhận định là các đối tượng sẽ giao dịch mua bán trái phép chất ma túy với nhau. Tôi đã nhận thấy là đối tượng Nguyễn Đức Cảnh thường xuyên quan sát và như là để đợi một người nào đó. Tổ trinh sát gồm các cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã tổ chức giám chia làm hai mũi giám sát. Và tổ 1 thì có nhiệm vụ là giám sát đối tượng là Nguyễn Đức Cảnh. Tổ 2 thì đã giám sát tại khu vực gara ô tô, nơi mà đối tượng Trần Cao Minh đang ở đó. Khi Cảnh tới gần khu vực Gamoda khoảng 15 phút, các trinh sát giám sát Minh cũng phát hiện đối tượng này lấy một xe máy và bắt đầu di chuyển hướng về phía đường Cảnh đang chờ. Hắn đeo một cái túi. Đúng như dự đoán, Minh và Cảnh đã gặp nhau. Trong giây phút chớp nhoáng, Minh lấy một túi ni lông trong chiếc túi màu đen của mình ra, đưa cho Cảnh. Lúc này, tầm nhìn theo dõi của các trinh sát khá xa. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế và linh cảm nghề nghiệp, họ nhận định ma túy chắc chắn có trong túi đồ Cảnh vừa nhận của Minh. Nhận túi xong, cả Minh và Cảnh lập tức rời đi theo hai hướng khác nhau. Với Minh và Cảnh, thương vụ giao dịch như vậy là đã thành công, chót lọt. Nhưng với các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, điểm nổ của họ bây giờ mới thật sự bắt đầu. Nếu như đối tượng mà có vũ khí quân dụng mà đối tượng liều lĩnh chống trả ấy, nếu không có những phương án mà tỉ mỉ và chặt chẽ thì các đối tượng chống trả lại chúng ta thì sẽ gây ra thương vong cho kể cả người dân. Bởi vì ở nội thành thì rất đông cư dân, người tham gia giao thông rất là đông. Và thứ hai nữa là nó có một cái là cái việc mà đối tượng rất dễ là xảy ra manh động. Sau khi nhận túi hàng, Cảnh phóng nhanh về hướng nhà mình. Đến ngã ba đường gần khu vực Tam Trinh, Lĩnh Nam, bất ngờ trên đường đi xảy ra một vụ cãi cọ giữa hai xe máy, khiến Cảnh phải dừng lại.
Thế nhưng khi hắn vừa mới dừng xe, một chiếc còng số 8 lạnh toát bất ngờ bập vào tay của hắn, cùng với đó là sự khống chế của một tổ công tác phòng cảnh sát ma túy công an Hà Nội, khiến hắn không thể vùng thoát. Khi đó đối tượng vẫn ngồi trên xe, vẫn ngồi trên xe thì là có một đồng chí là vào là giữ tay, thì đối tượng là vùng vằng giật lại, thì là nên là trong công tác hai đồng chí nữa thì là sẽ khóa lại và sẽ đồng thời là chụp ảnh hiện trường với là mời người chứng kiến xung quanh để đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an gần nhất. Kiểm tra chiếc túi ni lông trên người Cảnh, phát hiện bên trong là một túi ni lông màu trắng đựng các hạt tinh thể màu trắng được cuốn ngoài bằng vỏ gối màu xanh trắng. Xác định 796,26 gram methamphetamine. Mặc dù bị bắt quả tang nhưng Cảnh nhất quyết không nhận tội. Trong khi Nguyễn Đức Cảnh đã bị bắt thì đối tượng Trần Cao Minh sau khi thực hiện giao dịch với Cảnh xong đã quay trở lại bãi đỗ xe. Theo thói quen thông thường, mình sẽ lên xe ô tô cá nhân đi về Vĩnh Phúc ngay để nghe ngóng tình hình về Cảnh. Thế nhưng, hắn không biết rằng tại bãi đỗ xe lúc này đã có một tổ trinh sát đang mật phục sẵn. Ban đầu đối tượng rất là ngoan cố, không nhận và không khai một cái gì cả, và cũng không nhận là cái số ma túy thu giữ được trong người của đối tượng là của đối tượng. Đối tượng chỉ nhận là cái túi đấy là cái túi quần áo của một người bà con bên Lào là gửi về theo đường xe khách về cho Cảnh. Nhưng mà từ những công tác trinh sát với những cái tài liệu trinh sát mà cơ quan điều tra đã có được ấy, thì là trong đấu tranh khoảng 12 tiếng thì bắt đầu đối tượng mới dần dần là bộc lộ những cái biểu những cái sơ suất sai sót để trinh sát là có điều tra lắm ở đấy để mà đấu tranh và khai thác. Thì lúc đó bắt đầu là đối tượng mới nhận. Khi bắt giữ Minh là tổ công tác đã thu được rất nhiều cái vỏ gối ở trên xe của Minh, và cùng một loại cái vỏ gối đã bọc cái túi ma túy mà Cảnh lúc khi bắt giữ Cảnh đã thu giữ được. Như vậy, đến lúc này, vỏ bọc hoàn hảo về cuộc sống lương thiện, tuân thủ pháp luật của hai đối tượng Trần Cao Minh và Nguyễn Đức Cảnh đã bị gỡ bỏ. Vỏ bọc ấy được chúng cố tình dựng lên để che mắt những người xung quanh và lực lượng chức năng nhằm dễ bề hoạt động. Trần Cao Minh đã lợi dụng bản thân là lái xe đường dài, thường xuyên di chuyển giữa hai nước Việt, Lào, nên đã trực tiếp nhận ma túy từ các đối tượng tại Lào và cất giấu trong hàng hóa trên xe ô tô của mình, rồi vận chuyển về Việt Nam. Trước đó, do mối quan hệ xã hội, vào tháng 5 năm 2022, mình quen biết với Cảnh. Mình giới thiệu có nguồn ma túy từ Lào nhờ Cảnh bán hộ, và Cảnh đồng ý. Từ đó, hai bên thường xuyên có hoạt động giao dịch, mua bán ma túy với nhau. Tất cả cái mục đích của chúng ta là chặn cái đầu ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. Vì khi mà đã đưa ma túy Việt Nam, có thể nó cũng chỉ là trung chuyển, nhưng mà nếu như để tiêu thụ tại Việt Nam thì cái hệ lụy nó rất là lớn cho xã hội, cho tất cả các gia đình. Bởi vì thực ra một gia đình có một người nghiện thì không chỉ là gia đình đấy là chịu hậu quả, mà cả một khu dân phố, cả một cái xã hội là sẽ chịu hậu quả. Do vậy là cái việc ngăn chặn các cái đối tượng
cũng như là Nguyễn Đức Cảnh này bắt giữ, trừng trị nghiêm trước pháp luật ấy, cũng là một lời cảnh tỉnh cho các đối tượng, và cho những ai có cái mà ý đồ để mà phạm tội về ma túy, cũng là để mà phòng ngừa chung. Với những hệ lụy rất lớn mà ma túy gây ra cho xã hội, tất nhiên những bản án dành cho các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy cũng rất nghiêm khắc. Nguyễn Đức Cảnh đã phải nhận bản án tử hình. Trần Cao Minh cũng phải dành phần còn lại trong cuộc đời mình để trả giá sau song sát với bản án chung thân. Hồ sơ về vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do hai đối tượng Nguyễn Đức Cảnh và Trần Cao Minh thực hiện đã chính thức khép lại. Với những hình phạt nghiêm khắc này, hy vọng đó sẽ là bài học đắt giá để răn đe những kẻ đang gieo rắc cái chết trắng cho xã hội. Kính thưa quý vị khán giả, những kẻ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy như Nguyễn Đức Cảnh và Trần Cao Minh luôn tạo cho mình những vỏ bọc hoàn hảo để dễ bề hoạt động. Nhưng dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì khi vi phạm pháp luật, ít nhiều cũng sẽ bộc lộ những kẽ hở, những mâu thuẫn không thể giấu giếm. Chương trình Hồ sơ vụ án ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.